Cristiano Ronaldo and the problem with too much fame. Ronaldo và cái vấn đề với quá là nhiều danh tiếng của anh ấy đạt được. Đấy, đôi khi nhá, nổi tiếng quá nó cũng có vấn đề nhá, yeah, too much fame. Ừ, chủ đề của đấy. Now, the soccer superstars trip to Euro uh, 2024 has been marked by pitch invaders and uninspiring performances là cái chuyến đi của ngôi siêu sao bóng đá này tới Euro 2024 đã được đánh dấu bởi những cái người uh, gọi là kiểu như xâm phạm vào sân đấu đúng không những người kiểu như chạy từ bên ngoài vào sân đấu này cũng như những cái màn trình diễn mà nó không hề gây ấn tượng. Uh, mình có cái từ đó là pitch cái sân sân bóng đúng không cái đường biên thì chúng ta hay gọi đó là đường pitch. Đấy vì vậy cho nên uh, invade đó là xâm chiếm hoặc là kiểu như đổ bộ vào trái phép. Đấy, ví dụ như xâm lược ấy, Thì nó cũng dùng cái từ invader như thế này Đấy là người xâm lược Nhưng mà trong cái văn cảnh này đúng không Nó sẽ là cái người kiểu như Từ ngoài sân đấu, từ ngoài biên chạy vào Đấy, pitch invaders Rồi performances, cái màn trình diễn đó. Nhưng mà uninspiring Inspire một người tức là truyền cảm hứng cho người ta Đấy và nếu mà kiểu Uninspiring tức là một thứ gì đúng không Nó nhạt nhòa, Đấy, chả có ấn tượng gì cả As fans uh, As fans try to get Uh, to get close, his team can't seem to let go. Đấy, khi mà fan của anh ấy cố gắng để mà đến gần anh ấy, thì đồng đội của anh ấy không có vẻ, không có vẻ là có thể let go. Nó đang gọi là vần cho nhau đúng không? Nhưng mà let go thì thường là kiểu như để cho nó đi, à? Đấy, hay là kiểu như buông bỏ nó, à? không có vẻ là có thể buông xuôi được á. À? hơi khó đúng không chỗ này nó hơi khó hình dung hình dung chẳng qua là nó đang cố gắng để cho nó vần với từ close his team can't seem to let go à hiểu rồi tức là ấy, nó đang nói đến là nó cũng ảnh hưởng đến 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 đồng đội nữa đấy, đồng đội không thể đều kiểu như là buông cái cảnh đấy để mà kiểu như tập trung vào trận đấu được đó thế cho nên là không thể nào let go được đấy rồi ừ tất nhiên dường như không thể nào bỏ qua tức là ấy, nó đang muốn nói đến nó cũng ảnh hưởng đến cái phong độ thi đấu của đồng đội được, ok rồi à, bài báo khá là thú vị nhá và chắc chắn là từ vựng nâng cao nó nhiều để bắt đầu học listening thì phải có phát âm Đấy, thì mới nghe được à, đó là cái tiêu chí đầu tiên nếu không có phát âm thì coi như đừng có học listening nữa bắt buộc mình phải đi luyện phát âm trước Now as far as the authorities, uh, the authorities in Jelson um, Kitchen were concerned, every precaution had been taken. Extra stewards uh, patrol the parameter of the field at the arena, at the arena Osaka. Uh, khi mà nói đến những nhà chức trách ở Greenfin thì gần như tất cả những cái um, biện pháp dự phòng hay là kiểu biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện. Uh, có nhiều cái từ đó tiếng đức nhá thì các bạn thông cảm là mình có thể sẽ mình mình lướt qua nó đó tiếng đức hay là cái tiếng tiếng quái quỷ gì đời đấy, đấy đấy mình sẽ tập trung vào giải nghĩa từ vựng những cái từ mà nó cốt yếu ở trong bài được không uh, authorities đó là nhà chức trách và đây là khi mà as for as something is concerned cái cấu trúc của nó đấy đấy và đây là the authorities thế cho nên nó đi từ word được chưa đấy đây là cái cấu trúc đó khi mà nói đến một thứ gì rồi no, as for Uh, as far as something is concerned Thì every precaution precaution nhá, pre đó là previous trước đó còn caution tức là thận trọng. Đấy là một cái việc làm mình thực hiện từ trước để mà tránh hậu quả nó diễn ra. Đấy, tránh hậu quả xảy ra. Had been taken extra stewards uh, cái từ stewards này này thường nó có nghĩa là kiểu cận vệ. Đó cận vệ hoặc là cái người mà tôi tớ của bề trên thì nó gọi là stewards. Từ này hay được sử dụng ở thời xưa nhá, nhất là những cái thời phong kiến ấy, thì nó dùng khá là nhiều. Uh, as late as, thì nó có nghĩa là muộn tới cái mức mà, đúng không? Khi mà nó nói đến cái thời gian đấy nó nhấn mạnh vào cái độ muộn của nó. Uh. Nào patrol thì danh từ nó là cái đội tuần tra dùng dạng động từ tức là đi tuần. Uh, parameter, đúng không? Parameter tức là cái phạm vi. Nó có thể được hiểu là cái chu vi nhé nhưng mà đây chúng ta nên hiểu là cái phạm vi bên ngoài cùng đấy uh, of the field at the arena Osaka đúng không uh, of the field tức là kiểu như của cái sân thi đấu này tại nhà thi đấu Osaka uh. right rồi học speaking thì speaking thì nó cũng vẫn là phải phát âm trời ơi các bạn đánh giá thấp cái tầm quan trọng của phát âm quá yeah. khi mà mình học phát âm ấy, thì bản chất là mình cũng được tiếp xúc với lại nguồn ngôn ngữ rồi để mà mình nhại lại nó rồi đúng không thì dần dần mình cũng sẽ pick up được uh, những cái từ vựng tương ứng này, xong rồi những cái câu giao tiếp và dần dần thì mình mới nói được. Nhá, phải đi học phát âm chưa? Uh, plain clothes, à, plain, plain clothes security staff members were in uh, the stands, and two imposing security guards stood at the edge of the tunnel that led to the locker rooms. Có những cái người, có những cái thành viên của đội nhân viên um, bảo vệ mặc quần áo thường phục đứng ở trong khán đài cũng như là có hai cái hai vệ sĩ này có thân hình rất là đô con đứng ở cái cạnh đường hầm mà dẫn đến phòng thay đồ đấy đấy nhá chúng ta có cái từ đó là plain nhá plain tức là không có thứ gì che đậy này hoặc là những những cái gì mà nó mang tính chất là đơn giản đấy, không có cái sự diêm dúa bên ngoài thì đấy gọi là plain đó, và nếu mà plain clothes đúng không tức là quần áo thường phục á quần áo thông thường thôi ừ. staff members nhiều bạn dùng sai từ staff khẳng định luôn đấy. cứ nghĩ là staff là nhân viên đúng không đúng ra staff nó là đội nhân viên đó. đội nhân viên tức là nó ám chỉ phải là số nhiều ấy đấy, nó phải ám chỉ là nhiều người và nếu như mà mình muốn ám chỉ đó là một nhân viên nhé thì nó phải là a staff member đấy và khi đây đúng không nó chuyển thành số nhiều thôi tương tự như thế In the stands, the stands tức là khán đài, khán đài, ừ, khán đài, à, khán đài, khán đài nó có mấy cái từ như thế này. Ví dụ các bạn dùng uh, bleacher tức là cái ghế để mà người ta ngồi ở trên đấy cũng gọi là the bleachers khán đài. Nhưng nó nên được gọi là stands tức là cái nơi đa phần sẽ có những người đứng ở đấy để mà xem á. Đấy, bên cạnh những cái ghế ngồi nữa, đó thì đấy chúng ta gọi là the stands nha khán đài. Imposing Đặc biệt để mà miêu tả đến Gọi là thể trạng cũng như là cái Sự đồ sộ của một người nào đấy yeah, Imposing Nhìn nó rất là đáng gờm à, Người nó đô con lắm Security guard đó là, Thì đó là những cái người bảo vệ rồi The edge đó là cái cạnh ngoài cùng này Tunnel thì đó là cái đường hầm Đường hầm để mà dẫn đến phòng thay đồ nhá Locker rooms Rồi Sao đấy Alright tiếp theo này. And yet even as um, and that, uh, từ từ, And yet even that was not enough. Uh, as Portugal's players trudged to the dressing room after their defeat to um, Georgia last week, a fan circumvented the additional layers of security by hurling himself over the top of the tunnel and jumping directly into the path of Cristiano Ronaldo. Uh, và và ấy vậy kể cả như thế thì nó vẫn không đủ tức là bao nhiêu biện pháp bảo vệ xong rồi phòng ngừa như thế nhá vẫn không đủ đấy khi mà những cái tuyển thủ của đội uh, tuyển thủ của đội bồ đầu nha này lê bước đi vào phòng thay đồ sau cái trận thua của mình với đội tuyển Georgina vào tuần trước thì một cổ động viên đã có thể lách được qua những cái lớp uh, bảo vệ thêm vào đúng không uh, từ từ những cái lớp nhá những cái lớp bảo vệ mà mới được thêm vào bằng cái việc đó là lao bổ người của anh ấy vào phía bên trên đường hầm và nhảy trực diện xuống cái con đường đi của ronaldo à, ok kinh khủng không rồi mình sẽ có một cái từ đó là church khá hay từ church có nghĩa là kiểu đi một cách nó khá là nặng nề nhá lê bước rồi lê bước hoặc là kéo lê dressing room nó giống cái locker room ở đây thôi nhỉ và tiếp theo này circumvent Circumvent tức là kiểu lách luật nhá, hoặc là kiểu get around something Thì gọi là circumvent Để là Circumvent nó là như vậy Circumvent uh, Layer đó là một lớp đúng không? Và đây là kiểu như là hết lớp này cho đến lớp khác đấy, Những người bảo vệ xong rồi là Camera giám sát xong rồi là Rào chắn các thứ Hurl Cái từ hurl này này Có nghĩa kiểu như lao rất là nhanh đấy, Lao theo tốc độ bàn thờ vào một thứ gì đó Thế Thì gọi là hurl Đấy, ok và đây kiểu lao bản thân anh ấy này vào phía bên trên của đường hầm và nhảy trực diện xuống cái con đường đi của Ronaldo. Đấy cái path đúng không? Cái đường đi của anh ấy. Rather than coming face to face with his hero, though, uh, the interloper botched his landing and fell down a set of stairs. Thay vì cái việc đó là uh, đến mặt đối mặt với lại anh hùng người hùng của mình thì cái thì cái cổ động viên mà gọi là nhảy vào sân đấu đó đúng không? Botched his landing, đã thất bại trong cái việc tiếp đất và sau đó thì ông ấy sẽ ngã xuống một dãy những cái bậc thang. Đấy. Tiếp đất uh, fail nha, Xong này là ngã xuống cả một cái dãy rất là nhiều bậc cầu thang luôn. Đấy, chúng ta có thể hình dung là như vậy. Nó có khá là nhiều từ nâng cao các bạn ạ. Nhiều từ nâng cao vô cùng luôn này. Rather than thì giống từ instead of đúng không? Tức là thay vì Face to face dùng ở dạng nó gọi là trạng từ ở uh, come đi đến mặt đối mặt với lại hero của mình người hùng nhé ví dụ như bây giờ ấy, uh, mình có một cái thần tượng thì cái đấy người ta cũng có thể là hero của mình mà interloper này này interloper thường nó nói là kẻ uh, từ từ interloper cái kẻ xâm nhập vào nhá kẻ xâm nhập vào đấy, mà không được phép thì gọi là interloper Right, và botch, một thứ gì đó tức là fail thứ đấy làm hỏng thứ đấy thì đấy gọi là bot yeah, bot rồi bot làm hỏng thứ gì đó từ này ấy, người nước ngoài dùng khá là nhiều người mỹ dùng nhiều lắm người anh thì ít nhưng nhưng mà người mỹ phi mỹ dùng rất là nhiều bot something đấy, tức là fail something rồi ngã xuống một set of stairs tức là kiểu một dãy những cái bậc thang đúng không the point though have been made the lure of Ronaldo is such a, uh, is such that no matter what stadium authorities or the security services do, uh it is ultimately not possible to stop people from trying to make a selfie with him. nào cái mục đích ở đây hoặc là cái ý nghĩa ở đây nó đã được đưa ra um, cái sự cái sự cám dỗ hoặc là cái sự nó gọi là thu hút của Ronaldo nó tới một cái mức độ đó là không quan trọng. từ từ nó tới một cái mức độ đó là dù cho này dù cho những cái ban quản lý sân vận động cũng như là những cái dịch vụ uh, chị an làm điều gì đi nữa thì nó vẫn không thể nào mà ngăn chặn người ta khỏi cái việc cố gắng có được một cái tấm ảnh selfie với anh ấy đấy, the lure cái từ lùa ấy các bạn nên hiểu tức là kiểu như lôi cuốn người ta xong rồi là thu hút người ta vào một cái thứ gì đó đúng không đấy, người ta không cưỡng lại được thì đấy gọi là lùa nhá yeah. và các bạn dùng ở dạng danh từ the lure rồi is such that Tức là nó nhấn mạnh thôi Đấy, Cấu trúc của nó đó là động từ to be này Xong rồi đưa ra trạng thái đúng không Xong rồi có từ that cộng với mệnh đề No matter what No matter tức là kiểu dù cho thế nào đi nữa Thì nó vẫn không matter Nó vẫn không có kiểu Đem đến một cái tác dụng hay là tầm quan trọng nhất định nào đấy Thì đấy nó gọi là no matter Thế thôi Các bạn phải hiểu là cái từ matter ấy Nó có thể ám chỉ rằng là đấy là tầm quan trọng đó. Rồi It matters nó quan trọng đấy đúng không vì vậy no matter tức là kiểu như dù thế nào cũng không có tầm quan trọng nhé what tức là cái thứ đúng không mà những người ban chức trách của sân vận động này cũng như là các cái dịch vụ về cheer em người ta đã làm um, um, it is ultimately not possible cái từ ultimately ấy, nó giống cái từ after all tức là suy cho cùng Đấy, sau cùng đúng không, suy cho cùng thì nó vẫn không thể nào mà có thể ngăn chặn người ta khỏi cái việc là cố gắng có được một cái bức ảnh selfie với anh ấy Khá là nhiều từ nâng cao đấy à, Với lại cấu trúc nâng cao Now, Ronaldo's fame này, at this stage cannot really be overstated Now 39, he has for 20 years been one of the two finest soccer players of his generation Cái danh tiếng của Ronaldo tại cái giai đoạn này cái thời điểm này thì không thể nào mà được cannot be overstated uh, không thể nào được nói quá hơn được nữa không không không, không hợp lý uh, thực ra đúng không hôm qua mình cũng gặp rắc rối trong cái việc đó là phân tích từ này bởi vì nhé understate tức là nó đáng giá trị nhiều hơn nhưng mà người ta lại thường nhìn nhận sai về nó còn overstate thì tức là à nó không đáng giá như thế nhưng mà người ta lại thổi phồng nó lên. Không thể nào thực sự bị thổi phồng. Đấy chưa? À tức là kiểu như nói đúng với lại cái mức độ danh tiếng cũng như là tài năng hay là tất cả mọi thứ ngoài đời thật rồi. Đấy người ta không thể nào mà kiểu nói quá hơn được nữa. Đấy nó đang nó đang nhấn mạnh đấy. Đó. thường gọi là những nét đặc tính của người bản xứ ấy người ta hay dùng cái kiểu như vậy nhá rồi uh, he couldn't be more wrong đúng không he couldn't be more wrong nó không thể nào mà sai hơn được nữa vậy thì tức là nó đã sai quá rồi đấy couldn't be more wrong đó thường người ta sẽ sử dụng theo cái kiểu như thế này đúng không tôi không thể nào hạnh phúc hơn được nữa Đấy và đây cũng tương tự như thế thôi Nó không thể nào được thổi phồng hơn quá được nữa Tức là nó đã quá rồi Đúng không? Nó đã gọi là kiểu Danh tiếng quá là đỉnh cao rồi Bây giờ ở 39 tuổi Anh ấy trong 20 năm này Đã là một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất đấy, Trong thế hệ của mình Generation mà đúng không? Đấy, thế hệ Finest Cái từ fine nó coi là excellent Tuyệt vời, hảo hạng nhé Chất lượng đấy, Fine nhưng mà đây là finest, Đấy. rồi a breaker of innumerable records a serial champion a multiple winner of the um, ballon d'or as the world's best player đó là một cái người phá của rất là nhiều kỷ lục này Đấy. một cái người phá vô vàn những cái kỷ lục một nhà vô địch nhiều lần Đấy. một người chiến thắng rất là nhiều lần của quả bóng vàng và gọi là được biết đến với cái danh xưng đó là cầu thủ xuất sắc nhất uh, gọi là thế giới đúng không? cầu thủ xuất sắc nhất thế giới breaker nhé nhưng mà chúng ta có record tức là kỷ lục đó kỷ lục uh, record innumerable không thể nào đếm được đúng không? nó nhiều lắm đấy chúng ta sẽ có từ numerable đấy là liên quan liên quan đến con số đó. đấy có từ năm này này và đây nhá đó là phủ định lại tức là không thể nào đếm được rồi serial thường khi mà người ta nói đến cái chuỗi đó vô địch theo nhiều chuỗi này xong rồi là liên tiếp nhiều lần thì đấy chúng ta có từ serial champion nhà vô địch nhiều lần nhé nó lại paraphrase multiple winner đúng không đây là cái danh 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 hiệu quả bóng vàng nhá that status has started to win in recent years as the clock uh, Ticks on his career but he has had little impact on his broader footprint cái um, gọi là cái tầm cỡ đó thì nó đã bắt đầu phai nhạt trong những năm gần đây khi mà cái đồng hồ nó điểm trên cái sự nghiệp của anh ấy. Ui viết hay quá trời ơi. Phải nói là nó viết hay thật. Status chính là cái địa vị cũng như là cái tầm cỡ đúng không? Nói đến mức độ của một ai đó. When, when nó hay bởi vì là cái 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 trăng ấy, cái trăng nó sẽ có hai trạng thái. Một đó là trăng rằm ở cái trạng thái mà nó gọi là wax, wax Hai là trăng non khi mà nó mờ mờ ấy Thì khi mà trăng non thì nó gọi là quên Nhưng cái ý nghĩa ẩn dụ của nó Tức là một thứ gì nó bị phai nhạt đi Nó không ở một cái mức độ gọi là Rõ ràng nhất của nó Thì đấy gọi là quên Đấy Danh tiếng quên Thì tức là nó đang lụi tàn đấy Rồi là tiếp theo này Cái gì nhỉ Chất lượng Ở cái quality mà nó quên Thì tức là bây giờ nó đang yếu kém đi đấy, Từ quên nó hay quá trời nào cái clock nó ticks on his career tức là kiểu như dần dần đi đến cuối sự nghiệp của mình rồi hay chưa đấy đồng hồ nó điểm đúng không nó tick tức là nó điểm nhưng nó có tác động vô cùng là ít đối với lại cái um, cái broader footprint đây là cái dấu chân đúng không còn broader tức là kiểu dấu chân rộng hơn của nó vậy thì tức là có thể hiểu là cái tầm ảnh hưởng cái tầm hoạt động của anh ấy nhá cái broader footprint Đấy, tầm hoạt động của anh ấy. Uh, ở trên sân đấy các bạn, đó khi mà nó đo xem là à, ông này chạy bao nhiêu đúng không? xong rồi là cái tầm hoạt động cả sân của ông ấy là bao nhiêu thì đấy nó gọi là broader footprint thế thôi. He remains a walking billboard. His portfolio, uh, his portfolio of endorsements includes in, in include high fashion này, uh, Louis Vuitton này, heavy industry Egyptian steel and crypto thôi không đọc cái này chết 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 tí đọc cái này chết uh, anh ấy Ronaldo nhá thì remains tức là vẫn duy trì là một cái bảng gọi là cái bảng um, quảng cáo di động đúng không? Bởi vì cái billboard thì bao giờ nó sẽ là một cái biển hiệu mà nó dựng lên xong rồi nó 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 show ra nó chiếu ra rất là nhiều những cái nội dung liên quan quảng cáo xong rồi danh tiếng các thứ nhỉ đấy billboard nhá nào cái portfolio tức là kiểu như cái danh mục của anh ấy danh mục liên quan đến những cái hợp những cái hợp đồng quảng cáo này thì bao gồm những cái hãng thời trang cấp cao như kiểu là LV rồi những cái ngành công nghiệp nặng như kiểu là thép đến từ Ai cập đúng không nhỉ từ từ in chip đúng rồi Ai cập đấy và cái này nữa nhé rồi đấy quảng cáo rất là nhiều endorsement á, thì thường nó nó liên quan đến quảng cáo nhưng mà nó phải là quảng cáo mà kiểu người nổi tiếng ấy xong rồi là đứng ra để mà promote cho một cái nhãn hàng nào đó thì đấy nó gọi là endorsement nhá kiểu anh ta endorse một cái nhãn hàng đó. đấy nó dùng cái từ này nhá endorse một cái nhãn hàng đấy, và đây là kiểu như gì hợp đồng ừ, quảng bá đúng không hợp đồng quảng bá còn portfolio tức là danh mục thôi rồi danh mục hệ thống high fashion thời trang cấp cao đúng không đây là ngành công nghiệp nặng His image has been used to sell products as diverse as luxury watches, nutritional supplements and Japanese facial facial muscle toners. Cái hình ảnh của Ronaldo thì đã được sử dụng để mà bán những cái sản phẩm nó đa dạng như là những cái đồng hồ xa xỉ. Đấy, rồi là những cái thực phẩm chức năng ờ uh, cung cấp dinh dưỡng hoặc là cái toner. <laughs> Uh, gọi là kiểu cái kem nền đúng không? Cái kem nền uh, che khuyết điểm trên mặt đến từ Nhật à. Đấy là mình đoán thôi nhá. Chứ còn cái toner thì mình không 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 không, không rõ lắm hình như là đúng rồi toner uh, các bạn nữ hình như là cái kem nền thì phải đúng không? Ừ. Đấy, toner. Còn uh, facial muscle thì facial tức là liên quan mặt. Đấy, đây là các nhóm cơ ở trên mặt thôi. Có phải à nước cân bằng à nước hoa hồng đúng không? <laughs> OK nước hoa hồng OK rồi thì đấy nói chung là nước hoa hồng nha để mà massage cơ ở trên mặt đúng không? Đến từ nhật thế thôi. Còn nếu mà biết chính xác nó là cái gì thì phải click vào đây. Đấy, nó sẽ ra cái sản phẩm cho chúng ta rồi là lên link mua đúng không? Đấy right. diverse đó là đa dạng. Đấy nha đa dạng phong phú. Cấu trúc này thì đó là as cộng tính từ cộng s. Nó đa dạng như là đến đến cái mức độ như là những cái đồng hồ như thế này, luxury watches. Supplement thì đó là thực phẩm bổ sung thêm vào. Ừ. Cái A mà nó supplement cái B ấy thì tức là nó khiến cho cái B trở nên tốt hơn. Đấy, còn nutritional tức là liên quan dinh dưỡng, nutrition mà. Ừ. Kiểu nước cân bằng da, loại nước hoa hồng đúng không? Nước hoa hồng nhá. Mình biết mà, đấy. Nào sau Saudi này, Ả Rập này is currently trying to grow Um, an entire top level soccer league In the light of his supernova Ả à, Rập thì đang Hiện tại đang cố gắng Tạo ra một cái giải đấu Gần như là toàn bộ Những cái người tham gia ở top level Đấy à, Gọi là bởi vì có sự Bởi vì cái siêu tinh Siêu tinh tú của anh ấy Đấy hoặc là kiểu bởi vì là cái gọi là cái vòng tròn Siêu tân tinh của anh ấy Đấy, cái Supernova thì nó gọi là siêu tân tinh Chúng ta phải hiểu nhé Nếu như mà nói đến vũ trụ ấy Thì bao giờ đúng không? Nó cũng sẽ có gọi là một cái giải ngân hà Xong rồi ở giữa Tất cả mọi thứ nó đều quay xung quanh Đấy Và nếu như mà bây giờ chúng ta gọi là cái Supernova Tức là cái phần xung quanh của Ronaldo đó Đó, cái phần xung quanh của Ronaldo đó, cái, Gọi là cái khu tân tinh đúng không? Đó, xung quanh của Ronaldo Còn đây Top level tức là Ở cái mức độ đỉnh cao nhất rồi Soccer League Giải đấu giải đấu bóng đá nhỉ. In the light of something thường các bạn có thể hiểu cái cụm này nó bằng từ because of something đấy. đấy là cách đơn giản nhất để mà hiểu nhanh cụm này nhé. còn uh, nếu mà các bạn muốn văn thơ hơn thì các bạn hiểu là trong bối cảnh của cái gì đó. đấy bởi vì cái từ light nó giống ánh sáng đúng không? nó dọi đến một thứ gì đó khi mà mình có thể hiểu rõ nhìn thấy rõ nó được. Nhá, trong bối cảnh của đấy cái hào quang xung quanh ronaldo đúng không? Giải Ngân Hà rồi He is though more than a brand He is a particular kind of aspiration A blend of wealth, success And a really great skin care routine ừ. Rồi ok à, Dẫu vậy thì anh ấy Anh ấy vẫn hơn Bản thân anh ấy còn hơn cả một thương hiệu Anh ấy cụ thể là một um, Một kiểu sự Làm sao Sự truyền cảm hứng Đấy, rồi một cái sự hỗn hợp giữa um, độ giàu có này, thành công này cũng như là một cái thói quen chăm sóc kỹ, chăm sóc da vô cùng là tuyệt vời. Bọn này nó quảng cáo à? Mình mình chưa bao giờ gọi là xem mấy cái video mà mình thấy gọi là Ronaldo liên quan đến gọi là da uh, chăm sóc da. Đấy, bọn này chắc là bọn báo này này nó nhận quảng cáo rồi. Đấy. <laughs> Xong rồi nó lồng mấy cái từ này vào để chúng để chúng ta bị tò mò ấy. A high performance podcast rendered in perfect flash. À, anh ấy là một cái podcast có hiệu suất rất là cao hoặc là kiểu có một cái gọi là độ trình diễn rất là cao đúng không mang tính giải trí độ trình diễn rất là cao. Rendered tức là điều được căn chỉnh trong hình hài uh, gọi là da thịt con người hoàn hảo. Đấy. Anh ấy là một podcast nói về hiệu suất cao, đúng không? được căn chỉnh theo cái hình hài con người hoàn hảo, Đấy. từ ngôn từ nó kinh khủng thật. Rồi chúng ta sẽ có nhá, đó là aspiration, tức là một nguồn cảm hứng, nhớ một nguồn cảm hứng. Bởi vì cái từ không, không phải một nguồn khát vọng, Đấy, bởi vì chúng ta có từ aspire, aspire, tức là kiểu mình 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 ham muốn đến những thứ gì mà kiểu nó nó xa hơn, nó cao hơn so với khả năng của mình ấy, thì đó gọi là aspire. Đấy. Còn inspire tức là truyền cảm hứng thì đúng rồi Hai từ nó khác nhau tí Đó, inspire ừ. Đấy, cái Bài báo hôm nay nó Khá là thú vị các bạn ạ Thế cho nên mình mới chọn nó ừ. Inspire với lại aspire nó khác nhau như thế nhé A blend Thì nó có nghĩa là kiểu một sự pha trộn Đấy, kết hợp lại với nhau Đây, routine đúng không Tức là kiểu như thói quen chăm sóc da thôi Đúng là cái bọn viết báo này nó quảng cáo rồi Đấy, Render này thì chúng ta nhớ đến là những cái người làm hình ảnh ấy, hiệu ứng hình ảnh, designer các kiểu thì người ta sẽ phải render cái video, render cái hình ảnh. Và khi đó thì tức là căn chỉnh nó làm sao cho nó kiểu như phù hợp với cái độ phân giải ấy thì đấy gọi là render. Đó, nhưng mà đây nó đang ẩn dụ nhá. Tức là nó như là một cái sản phẩm gì đó rất là chất lượng đúng không mà nó được nén lại trong hình hài con người. Mà cái hình hài đấy nhá nó còn perfect đó là còn hoàn hảo flash đó là da thịt flash là da thịt rồi nào tiếp theo by one of the metrics that modern culture has uh, has decreed to be most meaningful the number of followers you have on eager uh, Ronaldo has a reasonable claim to being the most famous human in existence theo một cái th theo một cái gọi là thông số đánh giá mà văn hóa hiện đại đã decreed đã gọi là làm sao nhỉ uh, thống nhất đúng không? là cái là cái thứ có ý nghĩa nhất đó là cái con số lượng người theo dõi trên IG thì Ronaldo có một cái reasonable claim toàn là từ nâng cao trời có một cái tuyên bố hợp lý là người nổi tiếng nhất uh, từng tồn tại gọi là ở trên cái cái mạng xã hội đó đúng không hoặc là kiểu như ở thế giới con người có thể hiểu như vậy đi. Đúng. nào phân tích từng từ nhá metric metric gọi là thông số đó, thông số hoặc là kiểu như cái cách đánh giá thông số thì đấy gọi là metric ví dụ này tấn nhá tấn thì nó gọi là một metric một loại metric um, kilogram đúng không cũng cũng là được được gọi là một loại metric đấy thì gọi là metric còn cái decree này này thì bình thường nó có là một cái hiệp định hay hoặc là kiểu một cái um, gọi là một cái một cái luật nhỏ trong một cái bộ luật lớn thì nó gọi là decree nhưng mà dùng dạng động từ khả năng cao kiểu như nó nói đến được uh, ấn lệnh đúng không được được gọi là ra nghị lệnh ra nghị định ra sắc lệnh nó ẩn dụ thôi nhá ý của nó ấy, có nghĩa là kiểu như được ngầm hiểu với nhau hay là kiểu như theo luật đúng không nó sẽ là cái thông số mà nó mang ý nghĩa nhất đấy nó đang gọi là ám chỉ đến luật thôi claim ấy, thì đó là một cái tuyên bố và đây là một cái tuyên bố hợp lý là có thể trở thành người nổi tiếng nhất in existence trong ever existing các bạn ạ có thể sử dụng cái từ đấy ever existing ever existing tức là từng tồn tại thôi, hai cái cụm nó khá là tương đồng nhau. Uh. He has này, 633 uh, million followers, twice as many as beyond. Uh, anh ấy có 633 triệu followers. Này, hai lần gấp đôi cái lượng của Beyond Put another way, if uh Ronaldo's ego này were a country, it would be the third largest in the world. Nói theo một cách khác ấy nếu như mà cái lượng người theo dõi của Ronaldo ở trên IG đó là một quốc gia, đúng không? IG của Ronaldo là một quốc gia thì nó sẽ là cái quốc gia lớn thứ ba trên thế giới về dân số, à, population đúng không? Rồi indeed such lại câu khó rồi, such is his celebrity toàn là những câu khó các bạn, ạ, ngữ pháp của nó cũng tương đối là khó cơ, such is his, such is his, celebrity that này, during the first three weeks of Euro 2024 it has started to present everyone involved uh, with a headache quả thực là như vậy với một cái tầm cỡ độ nổi tiếng như thế um, trong 3 tuần đầu tiên của Euro 2024 thì nó đã bắt đầu đem đến cho tất cả mọi người liên quan một cái cơn đau đầu đấy với cái độ nổi tiếng như vậy cái celebrity nhỉ celebrity ấy thì nó là danh tiếng các bạn ạ, đó nó là fame ấy, hoặc là kiểu nó là cái um, popularity đấy cái celebrity ấy, trong cái văn cảnh này thì đó là độ nổi tiếng nhé, đó độ nổi tiếng cũng có thể bằng reputation danh tiếng được, nó không phải là người nổi tiếng đâu trong cái văn cảnh này nó lại là trở thành một cái ý nghĩa khác cơ, đó là sự nổi tiếng của anh ấy mà cái từ such nó để nhấn mạnh Đâu? Nó nhấn mạnh cái điều đó Đấy và cái cấu trúc này nó là Is um, cộng với lại một đối tượng Cộng với lại một đặc điểm Và sau đó nó có that Xong rồi cộng một mệnh đề Đấy là cấu trúc nhấn mạnh Trời ơi Ngữ pháp Riêng cái ngữ pháp này nhá Viết ra được cái câu này Nó đã phải trên 8 rồi đó Nếu mà tính điểm ngữ pháp ấy Đây một cái ngữ pháp cực kỳ phức tạp luôn đó. Rồi và tiếp theo này Present nó dùng một dạng động từ Tức là mang đến đưa ra À, thể hiện ra tất cả những người đúng không involved tức là có dính líu có liên quan với một cơn đau đầu rồi most immediately này uh, it is a security issue all but one of Portugal's four games at the tournament have been interrupted by one or more fans trying to enter the field to take a selfie with Ronaldo à, gần đây nhất thì đó là một cái vấn đề về chị an về gọi là đảm bảo an toàn uh, trong tất cả ngoại trừ một trận đấu của bồ đào nha tại cái giải đấu này thì nó đã bị gián đoạn bởi một hoặc là nhiều người cổ động viên cố gắng để mà đi vào gọi là đột nhập vào um, sân đấu đúng không để mà có thể chụp ảnh với lại ronaldo <laughs> tức là có bốn trận thì ba trận nó có hooligan à, không, nó có interloper ở trên này vào đấy đó là người đột nhập vào yeah, đây này nó có một cái từ interloper này này bốn trận thì ba trận có, Đó. các bạn sẽ nhìn thấy cái từ ở đây nó khá là hay nhé, all but one, Đó. all but one, thì, 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 thì tức là nó ám chỉ là uh, ngoại trừ duy nhất một cái except đúng không? except nó có thể được gọi là tương đồng như vậy, thường người bản xứ người ta dùng hay dùng từ bất này này, Đấy. nothing but duy nhất đúng không? anything but ngoại trừ nó, nó hay dùng cái kiểu này nhá right. và hết rồi đúng không interrupt thì nó có là gián đoạn thôi rồi Đấy, nó không nó phải đi gọi là động từ các bạn cứ bắt trước y xì lại nếu như mà muốn ấy, đặt câu đúng không nó chuẩn á đừng có nghĩ đừng có nghĩ nhiều chỉ có bắt trước thôi ở à, à, đây còn nào after the first two pitch invaders made it onto the field during Portugal's opening game The Portuguese Soccer Federation wrote to UEFA, European Soccer's governing body. The letter was polite and written in a way that seemed to acknowledge that the combination of social media and Ronaldo celebrity was new territory for soccer. Sau cái trận đấu từ từ. Sau khi này hai cái người đột nhập vào um, sân đấu đầu tiên đã có thể gọi là từ từ đã có thể kiểu như là thành công trong cái việc làm của mình nhé trong cái trận mở màn của Bồ Đào Nha thì cái liên hiệp bóng đá Bồ Đào Nha đã viết thư cho UFA đấy đó chính là cái cơ quan quản lý bóng đá châu Âu chúng ta sẽ có là pitch invaders nó vẫn là cái người gọi là đột nhập đúng không người gọi là mình không biết không biết tìm từ tiếng Việt như thế nào các bạn ơi cái người ấy xong rồi từ bên ngoài tự nhiên chạy vào trong uh, sân cỏ ấy xong rồi là phá quấy không được phép đúng không? Cố gắng tiếp cận những cái ngôi sao bóng đá thì đấy nên gọi là cái gì trong tiếng Việt? Nó nên được gọi là cái gì trong tiếng Việt rồi nhỉ? Mình gọi là người đột nhập sân đấu. <laughs> Nhưng mà nó nên được gọi là cái gì? Tiếng Việt á. Cổ động viên quá khích. Fan ừ. cuồng. Đúng không? Fan cuồng. Nó có một cái từ fanatic. Đấy, đó là fan cuồng các bạn thấy là tiếng anh nó khác tiếng việt ở chỗ ấy nó có những cái từ mà tiếng việt không thể nào mà miêu tả được cơ đấy phần Na địch fan cuồng này bây giờ fan cuồng đâu có nghĩa là tôi gọi là cởi hết quần áo tôi chạy xuống sân cỏ đâu đúng không nhưng mà nếu mà tôi đã chạy xuống sân cỏ thì tôi gọi là pitch invader đấy nó sẽ có những từ rất là riêng luôn nhé opening game thì đó là cái trận đấu mở màn đúng không đấy. rồi governing body nhá thì cái từ body ấy, nó là cơ quan nó là tổ chức ấy à, chứ không phải là cơ thể đâu nó là cơ quan và cơ quan này có nhiệm vụ đó là govern govern một thứ tức là cai trị quản lý nó đấy thì gọi là govern thế thôi người xâm nhập à, ok nghe nó có vẻ hợp lý đấy người xâm nhập uh, sân cỏ <laughs> à, cái lá thư này thì nó mang tính lịch sự nó được viết theo một cái cách mà có vẻ là thừa nhận rằng cái sự kết hợp giữa mạng xã hội cũng như là danh tiếng của ronaldo đó là một cái lãnh thổ mới cho bóng đá hoặc kiểu như một cái miền mới đúng không? một cái miền cai trị mới cho bóng đá. Rồi các bạn sẽ thấy là có cái từ acknowledge tức là thừa nhận nhá, thừa nhận công nhận một cái việc gì đấy. Mạng xã hội này cũng như là cái celebrity của Ronaldo tức là cái reputation đấy, cái tính nổi tiếng, cái độ nổi tiếng, cái famous của Ronaldo ấy, các bạn ạ. Chứ không phải là cái gì người nổi tiếng của Ronaldo không phải đâu nha cái celebrity celebrity từ C2 mà đúng không thì nó bằng với từ famous rồi uh, tức là cái tính nổi tiếng nha cái tính nổi tiếng cái cái hiện trạng khi mà người ta đang là một người nổi tiếng có danh tiếng đấy yeah, ơ right. ừ, thôi cứ bảo reputation cho nó dễ hiểu uh, reputation đúng không rồi territory thì nó là lãnh thổ nhé và đây chúng ta hiểu là à, là một cái miền đất mới đúng không dành cho bóng đá but it asked uh, but it asked that additional security measures be taken nhưng liên đoàn bóng đá của bồ đào nha đã yêu cầu rằng là có những cái phương thức bảo vệ mới được thêm vào Đấy, từ từ những phương thức bảo vệ uh, có thêm những cái phương thức bảo vệ nhá được thực hiện cái mệnh đề này nhỉ cái câu này ấy, ngữ pháp của nó các bạn biết nó gọi là cái gì? À, ngữ pháp khi mà chúng ta muốn nhấn mạnh uh, đến tính bắt buộc hay là tính gọi là yêu cầu mà dùng cái động từ nguyên thể như thế này này thì nó gọi là ngữ pháp gì? Ừ. Rồi còn cái measure nha, thì đó là các cái phương thức uh, hoặc là kiểu các cái cách thức Chúng ta đi với từ security đúng không? Thì nó có nghĩa là kiểu như những cái cách thức bảo vệ trị à, an rồi nhiều bạn ấy nhìn ngữ pháp này sẽ không hiểu đâu nó là một cái ngữ pháp ban bảy trở lên nó gọi là subjunctive clause um, thức giả định à, thức giả định rồi ok tiếp theo này after Portugal's second game against Turkey when a half dozen fans entered the field uh, Portugal's coach ông Martinez admitted that it was becoming a concern after one of his other stars was knocked to the ground Bias Steward, uh, Bias Steward, chasing a man making a beeline for Ronaldo. Sau cái trận đấu thứ hai của Bồ Đào Nha này uh, đối đầu với lại Turkey tức là thổ Nhĩ Kỳ, ấy, thì khi mà tầm khoảng gọi là một một nửa tá cổ động viên uh, thâm nhập vào sân đấu gọi là xâm nhập vào thân đấu, sân đấu nhé, thì cái người huấn luyện viên của Bồ Đào Nha ông Martinez, ông ấy thừa nhận rằng nó đang trở thành một cái vấn đề, một cái quan ngại. Đấy, sau khi một trong những ngôi sao khác của ông ấy đã bị gọi là hất văng đã bị gọi là kiểu uh, sô đổ xuống nền đất đúng không hoặc là kiểu như có thể hiểu là kiểu như bị 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 húc ngã đấy bị húc ngã đấy, xuống sân đấu bởi một bởi một cái steward tức là kiểu bởi một cái người bảo vệ này uh, đang cố gắng đuổi theo một người đàn ông mà đang gọi là chạy thẳng đến phía của ronaldo đấy rồi, đây nha mình sẽ phân tích từ cho mọi người. Chứ còn cái hình ảnh thì uh, các bạn nên nhớ này, càng ngôn ngữ nâng cao thì càng khó dịch. Đó, càng nâng cao thì càng khó dịch. Đó, vì vậy cho nên nó có những cái từ công nhận hơi khó để mà tìm ra được cái tiếng Việt của nó. Đây chúng ta có nhá, đó là enter the field đúng không? Tức là kiểu đi vào trong cái field, cái sân cỏ rồi, thâm nhập vào trong đấy rồi. Đấy thì ông ấy thừa nhận này, ông admit thừa nhận rằng nó đã trở thành đang trở thành một cái concern tức là một cái quan ngại rồi một cái mối quan ngại uh, tại sao lại có dấu ngoặc kép ở đây nó nó làm một cái hành động như thế này này đấy hai cái ngón tay của nó ấy cặp cặp như thế này này thì tức tức là nó để gọi là nhấn mạnh một cách nó hơi châm biếm đúng không concern đấy để mà nó nhấn mạnh ấy bạn ạ concern sau khi một trong những cái ngôi sao khác của anh ta <laughs> tức là không phải là chỉ ronaldo đâu nhé đồng đội của Rondo này đã bị gọi là hất văng xuống đất bởi một người vệ sĩ, Steward. Người vệ sĩ này đang cố gắng chase, chase tức là đuổi theo một người đàn ông. Đấy, making a beeline tức là kiểu như bây giờ con ong này thường kiểu như là nó sẽ có một cái đường bay của nó đúng không? Mà nếu mà chúng ta make a beeline uh, towards something thì nó có nghĩa kiểu như mình lao thẳng đến đấy, đã, lao thẳng đến đấy. Making a beeline rồi lao thẳng đến chỗ của Rondo. Đó. Ok. Uh, cái từ steward đúng không? Mình đã mình đã giải thích rồi Nó có thể là cận vệ Đấy, Ngày xưa ấy, khi mà thời phong kiến Hay là triều đình ngày xưa ấy Nó sẽ có những steward nhất định để mà Bảo vệ cho gọi là hoàng thượng Đấy, Những vị vua Steward, cận vệ nha The matter has been discussed By, uh, no At UFA's daily operational meetings And Germany, the tournament's host Has been fined More than a hundred more than um, 21000 already for failing to keep its keep its fields secure. Cái vấn đề thì đã được thảo luận bởi um, tại này những cái buổi gặp mặt điều hành thường ngày của UFA. Ừ thì uh, operational ấy chúng ta có từ operation, tức là cái sự điều hành nó bắt nguồn từ từ operate đúng không? Operate tức là điều hành thôi thì đây là daily là diễn ra hàng ngày nhé đấy cuộc gặp mang tính chất điều hành the matter tức là cái vụ việc hoặc là cái vấn đề ở đây right. và nước đức đó là cái nước chủ nhà này của giải đấu thì đã bị phạt hơn 21 000 đô uh, cho cái việc đó là thất bại trong uh, thất bại để giữ cho những cái sân vận động của giải đấu an toàn Find dùng dạng động từ nhé, tức là kiểu phạt tiền ai đó, phạt tiền chứ không phải là kiểu phạt uh, punish đâu, nó là liên quan tiền luôn á, phạt tiền. Đó. Rồi failing to keep cái đấy đúng không, tức là kiểu thất bại trong cái việc giữ các cái sân đấu này, secure tức là an toàn, safe, Nhá, bằng từ safe. Rồi right. các bạn thấy là từ nãy giờ này, nó, dùng, nó dùng từ fine này này vừa là tính từ đúng không, vừa là động từ. Đấy, xong rồi là thậm chí là vừa danh từ cũng được, nó có nhiều loại lắm. Rồi, quite, um, Quite how much more can be done, though is unclear. ui rồi ôi, cấu cấu trúc nó hay chưa này? nào, cấu trúc nhìn mấy cái cấu trúc rất là nâng cao luôn nhá. Um, dẫu thế, thì người ta vẫn không rõ được rằng là bao nhiêu biện pháp nữa có thể được thực hiện. Đấy, hoặc là kiểu như nước Đức đúng không? Có thể làm gì hơn nữa để có thể giữ được an toàn. Đấy, how much more? Ờ, tức là còn bao nhiêu nữa đúng không? Can be done. Ừ. Thì cái vấn đề đấy nhá, thì nó is unclear. Toàn bộ cái này này, nó unclear. Đấy, it's really difficult once they are on the field. Said Tom Richmond, founder of Security and Safety Solutions, a firm that provides both of those things uh, to soccer teams and players. Hoàn toàn là vô cùng khó, thực sự là rất là khó Một khi mà những người cổ động viên quá khích đã ở trên sân vận động, sân đấu Ông Tom Richmond, đó là một người sáng lập này Của cái tổ chức nó có tên là những giải pháp an toàn và trị an Đúng không? Tức là kiểu như những giải pháp ấy đem đến sự an toàn cũng như là trị an ở đây Đó là một cái firm, một cái tổ chức mà nó cung cấp cả hai thứ này cho những cái đội tuyển bóng đá cũng như là những cái cầu thủ bóng đá. Các bạn phải hiểu là danh từ á, nó cộng với danh từ để mà nói đến chức năng. Tức là đây là cái solution để mà nó mang đến cái safety. Đó, cũng như là mang đến cái security. Đấy, danh từ cộng danh từ là như vậy. Tại sao dâu Cái từ dâu ấy, nó để gọi là cơ mà. Nhá, khi mà mình dùng từ tho các thứ ấy, nếu mà đặt đằng sau đúng không? Thì nó có thể gọi là, nó có thể thêm ở bất cứ chỗ nào miễn làm sao là nó có thể gọi là đưa ra một cái giọng điệu ấy nó khác nó ngược lại với lại cái vế đằng trước cái điều này nó đã xảy ra cơ mà đó, nó vẫn hợp lệ về giọng điệu mà vẫn vẫn hợp lệ về cái gọi là 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 cái um, gọi là cái sense of um, language thế cho nên là ok mà đó, từ tho ấy đó các bạn hay thấy từ dâu là như vậy nó bằng với từ cơ mà trong tiếng anh ấy. cơ mà làm sao mà biết được rõ ràng đúng không là người ta có thể làm gì hơn được nữa. Rồi, đến đâu nhỉ? Um, ok, tiếp theo the, ste uh, the stewards are all, are all on minimum wage. They're not really a barrier to anyone who wants to get on the field. Những cái người cận vệ thì tất cả bọn họ đều có mức lương cơ bản. Đấy, minimum wage, tức là cái lương theo giờ, lương theo tuần của họ này nó ở mức thấp nhất đó nó còn là lương cơ bản đấy lương cơ bản đấy Đã, lương cơ bản họ không thực sự phải là một cái rào chắn uh, đối với lại bất cứ ai người mà muốn đi vào sân đấu đúng không hoặc là kiểu như muốn uh, gọi là có mặt trên sân đấu hay là muốn thâm nhập vào sân đấu Đã. barrier chính là cái rào chắn nhé họ cũng là làm công ăn lương thôi đúng không họ gọi là cũng có cái hạn chế của mình Đây nên là Đây, mấy người này ừ. tiếp theo but is a growing feeling That uh, Ronal Ronaldo's fame might be a sporting problem too. Mm. Nhưng mà đang có một cái, một cái gọi là một cái um, cảm nhận càng ngày càng rõ rệt hơn rằng là danh tiếng của Ronaldo ấy nó cũng có thể là một cái vấn đề liên quan thể thao. Mm. Vấn đề liên quan thể thao. Right. Fame, fame này, celebrity này, uh, reputation này, Đấy. hay là cái gì nhỉ? Từ nào nó hay hay được nhỉ? Uh, Uh, stardom, đây tức là kiểu như cái địa vị là ngôi sao nhá. Stardom, được mấy cái từ đấy rất hay luôn á. Rồi nó cũng là một cái sporting problem này, tức là kiểu vấn đề liên quan đến thể thao nha Từ sporting có thể bổ nghĩa cho một danh từ đằng sau sporting events chẳng hạn đi, những sự kiện thể thao. Đấy, Portugal might have reached the quarterfinals. It will play France on Friday in Hamburg. Uh, cái đất nước Bồ Đào Nha này nó có thể sẽ đi đến được cái bán kết đúng không? Bởi vì là final là chung này, vậy thì đó là kiểu như nó chia chia ra thành 4 trận. Vậy thì đúng là bán kết đúng không? Bán kết. Nó sẽ đối đầu với lại nước Pháp vào ngày thứ sáu ở Hamburg. ở uh, its performances have largely been unsurprising. Uh, sorry, un in uninspiring. Nhưng mà cái màn trình diễn những cái màn trình diễn của Bồ nha nhá thì phần lớn là nó không hề có ấn tượng nó không hề đem lại cái gọi là cảm hứng cũng như là trầm uh, trồ ấn tượng cho người khác thì đấy gọi là uninspiring đấy nó không có hứng đúng không nó nhìn gọi là cái chán largely tức là mostly đấy, mostly phần lớn à tứ kết là ok ok tứ kết tứ kết bán là hai đúng không vậy thì tức là kiểu nó chia đôi cơ đúng không không phải quarter chia bốn <laughs> mình đúng không biết gì bóng đá chưa có xem trận nào về euro luôn thú thật là vậy. Now it beat này, the um, Cộng hòa Séc in its opener only thanks to um, a stoppage time goal. Bồ Đào Nha nhé có thể đánh bại được Cộng hòa Séc trong cái trận mở màn của mình chỉ có nhờ vào một cái bàn thắng ở cái stoppage time. Thời gian bù à. Khả năng thế nhé bởi vì chúng ta sẽ có từ stop đúng không? Đó là dừng lại, tức là bản thân cái trận đấu có thể nó đã dừng lại rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ người ta thêm vào đúng không thêm vào khả năng thế uh, thanks to tức là nhờ vào nhờ có cái đấy opener vẫn là cái thứ gì mà nó mở ra đấy. rồi mình xem lại cái từ này nhá từ này chắc là kiểu chuyên ngành bóng đá này đấy, thời này từ, từ này chắc là thời thời gian đúng rồi bù giờ đúng không cái gì thời gian <laughs> thời gian chấn thương của anh chịu rồi, đây là thuật ngữ trong bóng đá này, additional time added to the end of a soccer game. Ok, chính xác rồi, stoppage time nha. Stoppage. Ok, stoppage time. Now, it lost its final group game to Georgia, the lowest ranked team in the tournament. Nó đã thua cái trận trận đấu vòng từ từ, trận đấu nhóm cuối cùng đúng không? với lại Georgia đó là cái đội tuyển mà có thứ hạng thấp nhất trong cái giải đấu này. cái group uh, bởi vì là nó chia um, cứ bốn nhóm bốn nước thì thành một group mà đúng không? thế cho nên đấy chúng ta có gọi là cái cái vòng bảng à uh, trận đấu cuối cùng của vòng bảng nhá. nào lowest rank uh, cái rank nó thấp nhất rồi cái hạng nó thấp nhất này ở trong giải đấu này it needed a penalty kick shootout to overcome slo Slovenia in the round of 16 nó đã cần đến một cái Loạt luân lưu penalty Để có thể vượt qua được Slovenia Trong cái vòng 1-16 Đấy. Nào mình có này Shootout Thực ra thì cái từ shootout ấy Nó có nghĩa là uh, Một cuộc bắn súng công khai yeah. Ví dụ như kiểu bây giờ Bên nước ngoài ấy, Nó hay có kiểu là kiểu bây giờ Gặp nhau cái đúng không Lôi súng bắn nhau luôn Thì đấy nó có thể gọi là cái shootout Nhưng mà nếu mà đi với lại penalty kick thì tức là à hai bên đúng không công khai xong rồi đá đá penalty lẫn nhau ấy, kiểu thế nhá thì đây là thuật ngữ liên quan bóng đá thôi các bạn ạ nhưng mà các bạn phải hiểu là cái shootout tức là cái gì cái shootout ở mấy cái vụ gọi là bắn súng ở miền tây đúng không xong rồi là ở mỹ cũng thế nó vào thẳng trường học xong rồi nó bắn vào thẳng một cái nhà nhà hát xong rồi nó bắn ấy. thì nó vẫn gọi là shootout nhá overcome tức là vượt qua một thứ gì đó ừ. rồi tiếp theo there's a common thread between all of those games, uh, the perfectly toned, immaculately immaculately uh, coiffed superstar fending off selfie hunting fans, có một cái sự tương đồng giữa tất cả những trận đấu đó. Ui ôi đó là những ngôi sao ngôi ngôi sao bóng đá này những siêu sao bóng đá mà đầu được vuốt một cách nó gọn gàng xong rồi là rất là hoàn hảo uh, perfectly toned tức là kiểu làn da của họ ấy là, là 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 sáng bóng nhá xong rồi là rất là sạch sẽ hoặc là kiểu như có những thói quen chăm sóc da nó kỹ đúng không vì vậy cho nên da họ rất là đẹp perfectly toned right còn cái từ coi phôi này này chắc chắn liên quan tóc các bạn ạ bởi vì cái từ immaculate tức là nó miêu tả những thứ gì mà nó phải gọi là từng ly từng tí một. Đấy, nó chán, nó tráng lệ và nó phải từng ly từng tí một. Kiểu nó đẹp từng phân. Vì vậy cho nên có thể hiểu đây là chắc chắn liên quan vuốt tóc này. Còn từ này bản thân mình không dùng bao giờ. Đấy cho nên mình không biết, mình cũng chưa nhìn thấy nó luôn á Có thể uh, mình sẽ dùng cái từ đó là kem Đấy, gọn gàng Fending off Fend, tức là cái hành động gọi là đấu kiếm đúng không? Fending là kiếm mà Nhưng mà ngoài ra ấy, nó còn có nghĩa là một cái rào chắn nữa cái fan là cái rào chắn thế dùng ở dạng động từ tức là mình cố gắng gọi là xua đuổi đó cố gắng đuổi người ta cố gắng đẩy lui người ta đấy, selfie hunting fans những cổ động viên này mà đang hunt đang đi săn những cái bức ảnh selfie Đấy toàn là từ vựng nâng cao đúng không các bạn nhìn rất là khó luôn á threat threat là sợ chỉ nhưng mà tất nhiên rồi common threat nó còn có nghĩa là kiểu như một cái link liên kết giữa tất cả những thứ đằng sau đấy chính là một cái gọi là nét tương đồng common thread thì yeah, common thread rồi và tiếp theo perfectly toned thì chắc chắn nó liên quan đến tone ở phía bên trên rồi đúng không cái gọi là cái dưỡng da rồi cái dưỡng ẩm da rồi và đây perfectly toned nó như thế dùng dùng từ tone ở dạng động từ ấy rồi Immaculate thì giải thích rồi đúng không thường miêu tả những thứ gì mà nó gọn gàng này xong rồi là nó phải gọi là từng ly từng tí này hoặc là nó lung linh nó tráng lệ thì đấy gọi là Immaculate nhất là cái váy hay là kiểu như cái trạng thái gọn gàng đấy. rồi đúng không chính xác liên quan tóc luôn rồi cái từ đấy mình không quan tâm lắm nha còn fending off đã giải thích này selfie hunting nó dùng gọi là đuôi in ở dạng tính từ để mà bổ nghĩa cho một danh từ đằng sau đó và nó nói đến hành động chủ động của cái đối tượng đấy tức là đi hunt những cái bức selfie phí right. đây là tính từ ghép nhé không biết là trên phổ thông đã học chưa đúng không đấy. nên là một cái kiến thức được đưa vào chương trình dạy nên bởi vì các bạn đọc ấy, các bạn thấy là nó dùng như thế này rất là nhiều không có ở trên từ điển đâu đúng không không có đâu đấy. nhưng mà mình luôn có thể ghép thành những từ như thế được dễ mà Rondo này is the only outfield player Uh, to have started all, to have started all of portugal's games he has yet to score a goal <laughs> còn, còn dễ hiểu nhiều từ quen hơn IELTS. à uh, ờ uh, không ví dụ bây giờ mình ghép một cái từ mà nó là là là, là, là lạ lạ ấy, xong rồi là uh, thành một cái tính từ khác nó còn loằng khoằng hơn ấy thì lúc đấy <laughs> cũng khó đúng không nào ronaldo này là một cái vận là một cái cầu thủ outfield từ từ field chắc chắn là sân cỏ rồi đúng không ngoài sân cỏ á. nghe hơi kỳ nhỉ khả năng nhé đó là cầu thủ thi thi đấu uh, gọi là ngay từ đầu à, ngay từ đầu trận mà đã bắt đầu toàn bộ tất cả những trận đấu của bồ nha đấy outfield xem nào ngoài sân Tất nhiên nó là ngoài sân rồi đúng không The area này of a baseball playing field Beyond the lines Cầu thủ ngoài sân Mà đã bắt đầu tất cả những trận đấu của Bồ đào Nha Ấy vậy mà anh ấy vẫn chưa có thể Ghi được một bàn thắng Has yet to do something Tức là cái cấu trúc là vẫn chưa nhé Vẫn chưa score a goal à, Dùng từ score là dạng động từ Score là dạng động từ Có nghĩa là kiếm được ấy kiến được một thứ gì mà nó nên là cái điều tốt ví dụ nhé các bạn đi mua hàng ấy các bạn gọi là mua được một một cái món hời ấy, thì gọi là score a bargain cái cụm này nó rất là quen thuộc rồi đúng không score a bargain đấy mình mà tự nhiên gọi là tự nhiên đi đường nhé xong nhặt được tờ 500 trăm nghìn nhé à, scores đấy nói lên cái từ đấy đấy nó để gọi là thể hiện cảm xúc của scores đúng không vớ được rồi now his most notable contribution so far was to miss rồi, was to miss extra time penalty against Slovenia, a failure that led him led to him breaking down in tears. Uh, <laughs> Ê ơi nó nó châm biếm thực sự luôn đấy. Cái cống hiến đáng ghi nhận nhất đến thời điểm bây giờ của Ronaldo đó là đã bỏ lỡ một cái quả penalty bù giờ. Đấy, đá với lại Slo Slovakia. No, Slovenia đó là một cái thất bại mà đã dẫn anh ta đến cái việc đó là khóc hết nước mắt, Đấy, breaking down in tears, Đấy, nó 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 còn cho cái từ này vào chưa, đúng không? rồi nó lại còn cho cái từ này vào mới gọi là cái gì nhỉ, uh, fan Messi, à? uh, contribution tức là sự cống hiến, Đấy, sự đóng góp, còn notable tức là đáng để mà nốt lại, Đấy, đáng lưu ý. Rồi so far tức là tính đến thời điểm bây giờ này Extra time thêm giờ bù giờ đúng không cộng thêm giờ vào Rồi in tears Tất nhiên coi là kiểu như hết nước mắt rồi nhá Khóc nó phải to lắm ấy thì nó mới gọi in tears yeah, In tears ừ. Nhặt được 500 á Nhặt được 500 thì bảo scores The scores ơi vớ được rồi tự nhiên kiểu như trời cho rồi right. Nó nói như thế Now in many ways though His performances have not been uh, any great surprise. Ronaldo has spent uh, much of the last two seasons playing in uh, Saudi's revamped league. Revamped league, toàn là những từ mà nó hay này, à, từ này hay. Tí nữa mình giải thích cho các bạn sẽ thấy nó hay như thế nào. đấy Theo rất là nhiều cách để mà nói thì uh, cái màn trình diễn của Ronaldo nó cũng không phải là một cái sự ngạc nhiên đáng kể với người ta. Đấy, với bất cứ ai cả nhá. Any great surprise Nó không phải là một cái great surprise Tức là trình diễn tệ như thế Nhưng mà nó không hề phải là một cái sự ngạc nhiên Ronaldo đã thay, đã dành rất là nhiều Thời gian trong hai cái mùa giải vừa rồi Gần đây nhất đá ở cái giải uh, Ả Rập đã được nâng cấp được Giải của Ả Rập đã được nâng hạng ấy. Cái, cái vem này này Thì nó có nghĩa là cái uh cái mặt phẳng nâng từ 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 nói chung nhá revamp một thứ gì đó tức là kiểu như mình chỉnh sửa lại nó để cho nó cải thiện hơn so với lại ban đầu thì đấy gọi là revamp và mình không hiểu sao mình cứ nhớ đến cái gọi là cái 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 mặt phẳng nó nâng lên để mà mình cho xe ô tô vào trong hầm nhỉ cái đấy nó gọi là cái ram đấy, cái đấy thì nó gọi là cái ram cái ram nhưng mà từ vem cơ vem không phải vampire. Không. nghe nó lạ quá. Không. Vem, đấy, vem khả năng là chính là cái gọi là cái, cái. Không, không không phải, không phải. Thôi nhá, nếu thế thì không có cắt nghĩa được nó rồi các bạn ạ. Đấy, thì thì quên mất rồi. Nhá. Thế thì cái từ revamp các bạn cứ hiểu rằng là mình revamp một thứ gì đó tức là kiểu mình chỉnh sửa cho nó trở nên hoàn thiện hơn so với lại ban đầu. Thì đấy gọi là revamp đó cái căn nhà này đã được revamp, right? Uh, he has not played in the Champions League, uh, the highest form of club sub, of club uh, soccer since 2022. Anh ấy đã không chơi ở cái giải Champions League. Đó là cái giải mà nó gọi là kiểu câu lạc bộ cao nhất, đúng không? kể từ năm 2022. Không revamp, revamp, Đấy, không phải rem re, thì nó mới là cái con dốc. Đấy cái con mà kiểu như cái, cái... Đấy tiếng Việt đấy đúng không Nó không hề có cái đấy cơ các bạn ạ à? Đây này chính là cái này này Để mà mình cho xe lên này này Tiếng Việt nó gọi là cái gì Cái ghề đúng không <laughs> cái, cái ghề Cái ghề để cho xe lên All right. All right. Còn tiếng Anh gọi là cái ram ừ. Ok chúng ta sẽ có nha là highest form Tức là kiểu như cái hình hài đúng không Cái hình dạng mà nó cao nhất về giải đấu câu lạc bộ uh, bóng đá. Restore không. Nó nó không đồng nghĩa restore, restore tức là phục hồi. Nó nó giống từ improve. Đó, nó giống từ improve. Đấy, hoặc là renovate, rồi, cải tạo ấy. Now his international career seem to have drawn to a natural close during the World Cup uh, 18 months ago when he was dropped from he was dropped from uh, the starting lineup for a game against Switzerland. Cái sự nghiệp quốc tế của anh ấy có vẻ là đã drawn to, tức là kiểu đã bị uh, gọi là đã diễn biến đi đến một cái sự kết thúc đúng theo chu trình tự nhiên. Đấy. Uh, khi mà còn thi đấu ở World Cup này 18 tháng trước. Rồi, bởi vì cái từ draw ấy nó có thể kéo và nếu mà chúng ta gọi là drawn to something đúng không thì nó giống như kiểu bây giờ cái cái này này, cái career này này nó được kéo về cái đằng sau. Đấy nó được kéo về cái natural close, tức là một cái sự kết thúc đúng không? Sự kết thúc một cái sự kết thúc nhưng mà nó lại có từ natural nữa, tức là mang tính tự nhiên. Rồi, thuận theo tự nhiên thôi. Khi mà anh ấy đã bị gạt bỏ từ cái danh sách um, bắt đầu um, thi đấu từ đầu trận đấu này. Đấy, trong một cái trận bóng đá đối đầu với lại Switzerland bị gạch khỏi danh sách xuất phát chính xác line up đúng không thì nó có là kiểu như cái đội cái cái hàng nhóm cái hàng nhóm line up um, starting line up yeah, đội hình ra sân drop thì tức là chúng ta phải hiểu là thả đi đúng không vậy thì tức là gạch bỏ đi thôi Đấy, không còn ở trong đấy nữa. He had scored only once in the tournament uh, at that point from the penalty spot. Chết, bit bát quá. Trời ơi nào anh ấy đã ghi bàn này chỉ có một lần trong cái giải đấu tại thời điểm đó đến từ một cái quả penalty này cái điểm nó gọi là điểm penalty đúng không chúng ta sẽ có là spot ở đây là điểm này Đấy, penalty thì tức là à, liên quan đá phạt đền à, once một lần nhé his repla uh, his replacement the striker uh, goncalo ramos duly scored three times in a little more than an hour, the page it seemed had been turned. Nào cái sự thay thế của anh ấy, đó là cái người thủ quân uh, Ramos. Thì uh, Dolly, cái từ Dolly này này, nó nói đến uh, Dolly, Dolly. Nó đi từ score đúng không ở đằng sau, tùy theo văn cảnh, chúng ta cứ xem cái phần đằng sau nhé. Đã ghi ba bàn Đấy, trong một cái thời gian mà nó chỉ hơn 1 giờ hơn một tiếng một chút thôi A little more than an hour Đấy Và cái trang giấy có vẻ là nó đã dở sang một trang khác rồi nhá The page had been turned Nó sang một cái trang mới rồi Tức là kiểu như cái kỷ nguyên mới rồi đúng không Đến cái thế hệ mới rồi Đấy Còn Dolly này này Nó có thể kiểu như kịp thời à Kịp thời Đấy, Liên quan thời gian Đây đây này, in the correct way hoặc là in the correct time Đấy, mình tìm tiếng việt thì khó nhưng mà mình gọi là có thể hình dung được nó đúng không? Đấy, dùng dùng thì vẫn ok nhé. Có nghĩa là khi mà chúng ta dùng giống từ timely, đó, giống cái từ timely đi. Đấy, trong văn cảnh này nó sẽ bằng từ timely, kịp thời gian nhé. Rồi ghi ba bàn, đó, trong gọi là hơn một tiếng tí. Trang giấy đã được uh, dở sang một trang khác rồi. Turn, cái page không hiểu sao cái cụm từ này nó dùng trong tiếng anh rất là nhiều nhá, với những cái hình ảnh khác nhau ấy. Um ví dụ như mình bảo rằng là turn a new page đúng không nó cũng có thể kiểu như turn a new leaf có nghĩa là nói đến mình đã đổi uh, cái gì nhỉ uh, vi quy cửa phật à hay là mình đã gọi là cải tà quy chính các bạn ạ nó có một cái cụm nó gọi là turn a new leaf hoặc là turn a new page đều được Nhá yeah, thế turn a new page đều có nghĩa là kiểu mình cải tà quy chính đúng không turn a new leaf đấy, hoặc là new page right um. On the same page thì có nghĩa là kiểu như cùng cái quan điểm với nhau. À, the same page with somebody nhé. Rồi page à take a page uh, take a page out of somebody's book bắt trước ai đó đúng không? Thường thường thực hiện những cái việc gì mà nó gọi là thành công liên quan đến tích cực nha yeah, take a page out of uh, somebody's book cuốn sách của ai đó ấy đúng không? Mình lấy một cái tờ giấy trong đấy ra để mà mình gọi là lấy công thức của người ta thế thôi. Đấy, cái trang giấy không hiểu sao nó dùng rất là nhiều các cái cụm ạ. Trang giấy. Rồi. Tiếp theo. Now, ông Martinez uh, though uh, evidently feels differently. Rồi, hired after the World Cup, he has been uh, resolute in his defense of Ronaldo during this tournament. The the striker's presence, Martinez has made uh, has made plain is both non negotiable and on merit. đấy. nào, cái ông huấn luyện viên martinez, đấy thì ông ấy rõ ràng rằng là ông ấy cảm giác hoàn toàn khác biệt về ronaldo. đấy feels differently. rồi cái từ này nhé, nó có thể đọc là evidently hoặc là evidently đều được. Yeah, evidently hoặc là evidently đều được nha. ông ấy được uh, thuê bởi bồ đào nha đúng không? sau cái trận uh, tr sau cái giải world cup này, ông ấy đã vô cùng kiên định trong cái sự bảo vệ Ronaldo của mình ấy, trong cái giải đấu này, tức là cái giải World uh, giải giải Euro ấy, khoan đã, à giải World Cup chứ, đó không giải World Cup chứ, Đấy, hai tức là thuê người, nhỉ? ông ấy gọi là được thuê về Resolute, nó khá là giống cái từ determined, Đấy, tức là kiểu kiên định nhất quán, không đổi, um, xong rồi là strong will Right nào, uh, tiếp theo nhé, cái sự hiện diện của người thủ quân, tức là Ronaldo ấy, ấy, ông huấn luyện viên đã nói rõ ràng rằng nó không thể nào bàn cãi được. Đấy và nó gọi là on merit, tức là kiểu nó vẫn có một cái on merit không thể nào bàn cãi được này và nó gọi là dựa theo một cái sự cần thiết nhá, một một cái sự cần thiết. Đấy as he put it last month. Rồi, theo như cái cách ông ấy nói vào tháng trước, theo như cái cách ông ấy nói nhá, bởi vì put it. Chúng ta thường là put một thứ gì đó in words. Đâu, put something in words thì đấy khi mà nó dùng từ put viết tắt như vậy nhá nói tắt như thế thì nó cũng có nghĩa là diễn đạt theo một cái cách nói khác đấy rồi non negotiable tức là không thể nào negotiate được cái việc này đấy là một cái việc mà không nói nhiều không bàn cãi đấy còn on merit thì chỗ này nó có nhiều ý nghĩa từ merit nó có thể ám chỉ rằng là lợi ích nhưng mà mình đang thiên về cái mặt đó là sự cần thiết nhá cái a ấy mà merit cái b ấy thì cũng có nghĩa là kiểu a cần đến b đó cái a cần đến b nó đòi hỏi rằng là b phải tồn tại để mà a nó uh, đáp ứng được chưa thì lúc đấy mình đang nghĩ rằng là on merit này này nó nói đến sự cần thiết cần ronaldo chứ không phải là kiểu ronaldo chưa chắc đã có lợi ích đúng không à nghe nó cũng giống giống nhau nhỉ đấy ok Nha các bạn phải hiểu là bây giờ nó sẽ có nhiều nghĩa với cái từ merit đúng không? Vì vậy cho nên phải xem xem là nó có thể như thế nào hợp lý nhất. Now even after the game against Slovenia, Martinez uh, was quick to proclaim was quick to proclaim how proud he was of his aging star. Đây, kể cả này, sau khi cái trận đấu đá với lại Slo Slovenia Đấy, ông huấn luyện viên ông ấy rất là nhanh để mà ông tuyên bố rằng là ông ấy tự hào như thế nào về cái ngôi sao đang uh, gọi là ở độ tuổi xế chiều của ông ấy tức là từ aging đúng không nói đến cái quá trình là đang già đi Đấy, cái aging population tức là cái dân số già mà kiểu dân số đang già hóa Đấy. À, chúng ta sẽ có cái từ đó, proclaim khá là giống từ confess Đấy, hoặc là cái từ nó gọi là state Đấy, state Đấy, tuyên bố một cái điều gì đó Proclaim, proclaim, ngôi sao già, nhá. Yeah, proclaim uh, ví dụ đi, mình uh, dùng cái từ proclaim thì mình có thể kiểu như là nói đến một cái cảm xúc mà nó mạnh một chút nhá. Ví dụ mình bảo tôi tự nhận tôi là một ngôi sao bóng đá, thì đấy tức là anh ta proclaim himself to be a, a footballer. Ví dụ thế đi, đúng không? Right, I don't proclaim cái câu này nó thường dùng như thế này này. I don't proclaim myself to be a footballer. Right? If anything, I only knows the I only know the ball. <laughs> Nếu mà có thì tôi chỉ biết trái bóng nó là cái gì thôi, Đấy, kiểu thế. Rồi. Now, how proud he was of his aging star. Ngôi sao nhé nhưng mà kiểu như đang gọi là dần dần già đi rồi. Đó, aging. While there are others willing to put the other side of the argument to suggest Delicately, that all of those cell phone wielding fans are seeking a photo with someone who, like them, probably shouldn't be on the field. Mặc dù sẽ có những người này sẵn sàng để mà gạt bỏ qua cái um, khía cạnh tranh luận rồi để mà từ từ khía cạnh tranh luận đúng không xong rồi là bây giờ từ từ cái dấu gạch ở đây này nó có nghĩa là kiểu mở rộng thông tin ra cái câu này ý của chúng tôi ở đây đó là Um, gọi ra rằng này một cách rất là tinh tế sẽ có những người mà đang dơ điện thoại lên tìm kiếm một cái cơ hội để mà chụp ảnh với lại Ronaldo từ từ đoạn đấy nó đâu rồi đây đấy tìm kiếm một cái cơ hội để mà chụp ảnh với lại Ronaldo với lại một người nào đó cũng giống như là những cổ động viên này đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở trên sân đấy nó nói theo kiểu thế các bạn ạ Chờ, từ từ mình sẽ phải thu nhỏ lại đúng không Right. rồi đây nhá to suggest này tức là cái cái việc này chúng tôi đưa ra cái câu này xong rồi chúng tôi gạch nhá để mà chúng tôi gợi ý ra rằng đúng không ngụ ý ra rằng delicately tức là theo một cách nó vô cùng là delicate vô cùng là tinh tế nhẹ nhàng thôi né tránh vấn đề rằng là tất cả những người fans cổ động viên đó mà gọi là cell phone wielding Đấy, khi mà mình gọi là wield một cái vũ khí Thì tức là kiểu mình vung cái vũ khí lên Vậy thì nếu mà gọi là cell phone wielding Thì tức là à, họ đang dơ điện thoại lên Đấy, nó đang gọi là Coi như cái điện thoại giống như kiểu là cái gươm đó, Cái vũ khí nào or seeking a photo Seek một thứ gì đó tức là đang tìm cơ hội Tìm kiếm cách Để mà thực hiện cái việc đằng sau Đấy, rồi Kiếm một cái bức ảnh chụp Với lại người mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện Ở trên sân Đấy, It's not an easy position to take nó cũng không phải là một cái vị trí dễ dàng để mà đảm nhận. Tức là thế nào nhỉ? Sẽ có những người này sẵn sàng gạt bỏ. Uh, put the other side. Uh, từ từ. Put the other side đúng không? Of the argument, it's not an easy position to take. À, không phải vị trí đâu các bạn ạ. Trong văn cảnh này nó không phải là vị trí đâu. Trong văn cảnh này nó sẽ là một cái thế tranh luận đấy cái position nhá, nếu mà bạn nào học writing rồi thì sẽ biết là cái thế tranh luận đó. Đấy, nó không phải là cái thế tranh luận dễ dàng đâu. Tức là những người mà đứng lên bảo vệ Ronaldo không thì sẽ gọi là không phải là cái uh, uh, thứ để mà chúng ta dễ dễ dàng tranh luận đâu. Đấy, những người nhá mà đứng về phía của Ronaldo đúng không thì hoàn toàn là sẽ khó để mà cãi lại. Bởi vì công nhận là bây giờ có ghi được bàn thắng nào đâu. Đúng không? Vì vậy cho nên không phải là một cái easy position đấy một cái thế tranh luận đó. Rồi, ví dụ viết uh, agree disagree đúng không thì nó sẽ có ba thế tranh luận đó. counter argument balance với lại one sided một chiều cân bằng phản biện đấy kiểu thế thế tranh luận nào when someone knocks at the door you don't ask who they were you ask who they are khi mà ai đó gõ cửa này thì bạn sẽ không hỏi là ngày trước mày là gì mà bây giờ mà bạn sẽ hỏi rằng là mày là ai đó who they were tức là kiểu ngày trước ngày xưa là ai này Đấy, nhưng mà bây giờ muốn biết về hiện tại cơ chứ còn kiểu live in the past nó hơi uh, dwell on the past nó hơi kiểu như uh, ăn mày quá khứ đúng không Đấy. rồi the Portuguese journalist and uh, broadcaster Sofia Oliveira sat on CNN Portugal after the games after the game against Slovenia rồi đây là cái người phóng viên cũng như là người tường thuật này ở Bồ Đồ Nhe, cô Soviet, Cô ấy nói trên cái kênh CNN của Bồ Đồ Nha Sau khi trận đấu với lại Slo Slovenia right. Đấy, Cái câu này hay nhỉ Cái gì uh, When someone knocks Từ từ Mình đang cố gắng nhớ cái câu Của ông uh, Walter White Trong cái bộ phim uh, Breaking Bad When someone knocks I'm the one Uh, who answers? Uh, đúng không, tức là kiểu như tôi là người kiểu như cầm súng đằng sau cửa ấy, trả lời yeah. bất cứ ai gõ mở cửa ra tôi bắn, Rồi right, hình như câu như đấy không xem euro uh, không. mình không phải là một người fan bóng đá <laughs> uh, cái câu này ấy, khi mà ai gõ cửa thì bạn sẽ không hỏi xem là ngày trước người ta là ai đâu mà bạn sẽ hỏi xem là bây giờ người ta là ai nó chẳng qua là nó chơi chữ thôi nhé yeah. ờ, ngôn ngữ nó không thế mà đúng không tiếng việt nó vậy mà đấy bây giờ có người gõ cửa thì mày phải hỏi là đấy là ai chứ chứ còn mày quan tâm quá khứ người ta làm gì đúng không đấy kiểu kiểu thế rồi nào all of her studio colleagues uh, colleagues colleagues knew it she said but they did not seem especially willing to say it aloud uh, say it aloud hoặc là out loud cũng được nha các bạn nhé aloud thì aloud hay là out loud nó đều có nghĩa như nhau Được chưa? Ơ loud đây này Rồi Đều có nghĩa nói to Nào tất cả những cái người cộng sự Ở phòng thu của cô ấy Đều biết điều này Cô ấy nói nhưng mà họ không có vẻ Sẵn sàng để mà nói to nó ra Đấy, ok Nói to nó ra Cái gì nhỉ? Có một cái từ nó rất là hay đúng không? Đó là một cái WhatsApp. up ừ. Rồi Tức là a wash up tức là kiểu như một người có thể coi là hết thời nhá các bạn nhé ở a wash up. Rồi, một người hết thời. Ừ. Các bạn phải xem nó ở cái ông cái gì nhỉ? Minh Ninh ừ. Đây này. đâu no, a wash up. A idiom cơ từ 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 a wash up. Đây. Đó hoặc là dùng nó tính từ cũng được nhé tức là kiểu như một thứ gì mà nó kiểu mất đi cái vị trí ban đầu của nó rồi á, Wash up Wash up Wash away cũng được đấy hoặc là kiểu Wash out thì tức là kiểu rửa để cho nó gột ra đi đúng không để cho nó gọi là vơi đi rồi thế thì từ từ uh, Wash out Ờ, uh, Wash out No, không, mình dùng là Wash up nhé, Wash up uh. Rồi, ở uh, Wash up Rồi tiếp theo đó là The footage uh, spread immediately The reaction was in part predictably, rồi, uh, um, uh, vitriolic. No, vitriolic, vitriolic. Từ này mình không biết nhá, mình thử đọc gọi là xem phát âm nó như thế nào nè. Vitriolic. No. Uh, cảm giác nó không thuận miệng lắm. Vitri... Vitriolic. Ok, vitriolic, vitriolic nha. Đấy, nghe nó có vẻ thuận thuận hơn khả năng là cái trọng âm nó rơi âm 3 này này đấy nào cái cảnh quay ấy, thì nó lan tỏa rất là nhanh và ngay lập tức này nó ngay lập tức này cái phản ứng của cộng đồng thì một phần là nó gọi là hoàn toàn có thể dự tính trước là làm sao đúng không là là gọi là 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 uh, từ này lạ nhỉ đúng không chịu nhá có chất axit chịu vitriolic Đấy đúng không? Một từ mới mình vẫn có thể đọc được nó nhưng mà mình không biết ý nghĩa của nó thôi. Uh, vitriolic. Đấy thế thì intentionally unkind này hoặc là causing hurt. Acid à? À liên quan acid vậy thì tức là kiểu chanh chua đúng không? Xong rồi là hay uh, dỉ bán người khác ấy kiểu thế. Đấy hợp lý. nhỉ yeah. Bởi vì nó giải thích rằng liên quan acid sulfuric đây này, này. Có tính gọi là sulfuric đây này. này. H2SO4 còn gì nữa đúng không? Vậy thì nếu như mà các bạn gọi là đi đánh ghen thì thường mang axit theo nhỉ. Đấy vì vậy cho nên đây là cố tình gọi là uh, gây đau đớn cho người khác này, không tử tế này, xong rồi đầy những sự gọi là chua ngoa, đấy kiểu thế. Cứ hình dung nhé Rồi. Đấy, nhưng mà từ này công nhận là khó dùng nhỉ, đúng không? Ít khi mà thấy lắm. Còn predictably ấy, tức là có thể dự dự tính được, có thể gọi là predict được cái điều này questioning his value is always difficult because we are talking about one of the best players of all time. Cái việc mà đặt nghi vấn cái giá trị của anh ấy thì luôn luôn là một cái điều khó bởi vì chúng ta đang nói về một trong những cái cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Uh, rồi cái phản ứng nhé. <laughs> Tức là khi mà gọi là đăng tải cái cảnh quay này, đúng không? Phỏng vấn này ấy thì uh, tất nhiên là công chúng sẽ gọi là phản phản kháng lại rồi đấy, kiểu như tranh chua lại đúng không xong rồi chửi lại các thứ đây dùng cái từ này vitriolic câu trên đúng với lại ờ, đúng 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 chính xác nhá yeah. đấy rồi elephant is in the room đấy. đây đây em, em có thể bảo rằng là everybody everybody knows um, the elephant is in the room, but they will not be willing to say it aloud. Hoặc ví dụ thế. The elephant is in the room, chính xác rồi. Đấy, kiểu nhạy cảm. Ấy. Now Miss Olivia said in a series of text messages to the New York Times. Bài nói ấy, trong một loạt những cái tin nhắn thoại. À, sorry, tin nhắn văn bản đúng không? Với lại tờ báo này. Text messages. Now Miss Olivia was keen to stress that she does not think he no longer has the quality to represent the national team. Just that the current moment. In his career should be taken into account. Cái bà phóng viên nhé, bà ấy uh, gọi là muốn bày tỏ ý muốn, nhấn mạnh rằng <laughs> bày tỏ ý muốn, nhấn mạnh rằng bà ấy không hề nghĩ rằng là anh ấy không còn cái đủ tiêu chuẩn để mà đại diện cho đội tuyển quốc gia. Đấy, bà ấy chỉ nói rằng này là cái thời điểm hiện tại trong sự nghiệp của anh ấy nên được cân nhắc, Đó. rồi nên được xem xét. Be keen to do something ấy có nghĩa là kiểu như mình đang có cái sự thôi thúc đúng không? Mình gọi là uh, mong muốn làm cái việc đấy. Stress uh, nhấn mạnh nhá, nhấn mạnh một thứ gì đó dùng ở dạng động từ. He no longer has the quality. Anh không còn có đủ cái phẩm chất để mà đại diện cho đội tuyển quốc gia. Rồi uh. uh, take something into account tức là cân nhắc một thứ gì đó thôi. Dài thế à vẫn còn một tí nữa. Now this is not the first competition in which is clear that the current uh, Cristiano does not present uh, enough soccer arguments to an undisputed place. Lại là một câu kinh khủng nữa nhé Nào đây không phải là cái giải đấu cái cuộc thi đầu tiên mà ở đó Nào mà ở đó um... mà ở đó này Ronaldo cái phiên bản ở thời điểm hiện tại rõ ràng rằng là không có đưa ra đủ những cái luận điểm tranh luận hoặc là những cái luận điểm lý luận bóng đá đầy đủ đấy uh, cho một cái vị trí undisputed place cho một cái vị trí mà kiểu không thể nào bàn cãi đấy cái câu này thì các bạn phải hiểu theo cái gọi là cái cái tầng nghĩa ẩn dụ của nó cơ hoặc là ít nhất là kiểu nhìn đến đâu các bạn có thể gọi là ngay lập tức thấy được cái cấu trúc cũng như là cái tầng ý nghĩa của nó ấy tức là đây này cắt nghĩa mọi người nhé ừ nó là một cái vị trí không thể chối từ không thể bàn cãi đúng không tuy nhiên ấy là cái phiên bản hiện tại của ronaldo ấy, trình diễn rất là hiệu suất thấp đúng không vì vậy cho nên là nó không có đủ sức thuyết phục để có được một cái vị trí không bàn cãi như vậy à, trong danh sách thi đấu đó nó nó nói là như vậy đúng không ừ. undisputed Uh, chúng ta sẽ có đây là kiểu không thể nào dispute được nhé Không thể nào kiểu cạnh tranh, cãi lại, chống lại Thì đấy gọi là dispute đó, Thường nó có cái từ đó là undisputed king Có nghĩa là cái vị vua mà Là cái ngôi số một không thể nào bàn cãi Đấy Does not present Không có đem đến đủ những cái lý luận về bóng đá đấy, để mà có được một cái vị trí không bàn cãi Portugal này Has options And in, in order not to undermine His status, we're not We are ignoring other players. Portugal thì có những cái options, có những cái lựa chọn và trong cái việc không có um, gọi là từ từ và để cho này để cho không phải undermine cái địa vị của anh ấy hoặc là kiểu như cái tầm cỡ của anh ấy, tức là kiểu không phải uh, uh, giảm thiểu cái địa vị của anh ấy, đấy nhá cái tầm cỡ của anh ấy thì chúng ta đang làm ngơ những cầu thủ khác, tức là cầu để cố gắng giữ cái status của anh ấy thì chúng ta lại đang ignoring other players. Đấy, chẳng qua nó thêm từ not vào thôi đúng không? Not to undermine, undermine một thứ gì đó tức là kiểu như mình khiến cho nó bị gọi là mất đi cái uh, vai trò cốt lõi. Đấy, hoặc là kiểu làm giảm thiểu, suy yếu một thứ gì thì gọi là undermine nó. Right. Undermine nó. Làm giảm thiểu, suy yếu nhé. Her view, One more commonly expressed by observers outside Portugal is that Martinez and his employers are not prepared to to admit or even substitute Ronaldo. Đấy, cái quan điểm của cô ấy một cái mà được uh, bày tỏ một cách nó từ từ được bày tỏ một cách phổ thông hơn phổ biến hơn này bởi những người quan sát nằm bên ngoài bồ đầu nha đó là huấn luyện viên Martinez cũng như là những cái người tuyển dụng của ông ấy đang không có sẵn sàng để có thể loại bỏ cũng như là thay thế ronaldo commonly expressed tức là kiểu như cái quan điểm này này cái view này này nó được express bởi rất là nhiều người common phổ biến mà đúng không rồi are not prepared không sẵn sàng để admit admit một thứ gì đó nhé thì tức là kiểu như mình uh, kick it out đó, kick it out đấy, cho nó ra thì đấy, admit nó đi admit nó đi tức là remove nó đi thì đấy gọi admit đấy, admit substitute tức là thay thế rồi uh, and that này in doing so they are effectively no, uh, no less compelled by his celebrity than those running from the stands in the hope of getting a photo và trong cái việc làm này trong cái việc mà làm ngơ những cái cầu thủ khác nhá thì ban lãnh đạo này đang rồi no less compelled of cũng đang chẳng khác gì là bị ép buộc bởi cái danh tiếng của anh ấy à, hơn so với lại những cái người chạy chạy trên sân đấu từ khán đài vào trong sân vận động để mà có một cái trong cái hy vọng này để có thể chụp ảnh cùng với anh ta à, tức là thế nào nhỉ mọi người à, đọc từng câu xong rồi là phải cắt nghĩa cho uh, cho các bạn luôn à, tức là chỉ đơn thuần ấy họ đang hành động dựa theo cái celebrity của Ronaldo đấy họ cảm thấy cầm theo tức là kiểu họ cảm thấy kiểu như đây là một cái việc bị thôi thúc bị 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 ép buộc bởi là cái danh tiếng của Ronaldo cũng như là các cái fan hâm mộ đúng không chạy vào sân vận động xong rồi là phá phá rối trận đấu ấy cũng là vì một cái hy vọng là có một cái bức ảnh với Ronaldo thôi hai cái việc đấy nó rất là tương đồng với nhau một bên là ban lãnh đạo đó một bên là cổ động viên đấy nó nói đến như vậy rồi nào uh, effectively tức là kiểu như một cái cách hoàn toàn nhấn mạnh cho mức độ đằng sau. Đó. Rồi và compelled by something tức là kiểu mình cảm thấy thôi thúc bởi một thứ gì đó, mình cảm thấy cái đấy như kiểu là cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ hay là cái sự bắt buộc đối với mình á, thì đấy gọi là be feel compelled to do something hoặc là by something. Đúng không? Đúng là ngôn ngữ khó khác. Học 500 cái idiom đi thi không ra cái nào học idiom là cái gọi là ngu xuẩn nhất rồi. Bởi vì là học cái đấy nó có tác dụng gì đâu. Đấy, nếu mà bảo học đi thi thì ok thôi thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà học ngôn ngữ thông thường nhá, các bạn gọi là muốn sử dụng ngôn ngữ ấy, thì đừng có quan tâm cái việc học idiom. Vứt nó đi, kệ đó Mình cứ đọc nhiều, mình cứ gọi là tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ là tự idiom nó vào đầu mà. Đấy. Now the reason for that uh, is encapsulated by what happened The last time Portugal tried to move beyond, uh, beyond him Cái lý do cho điều này Encapsulate Nó được uh, tổng hợp lại bởi cái thứ Hoặc kiểu nó được mô tả nhá Đấy, nó được mô tả bởi cái thứ đã diễn ra này Vào lần gần đây nhất khi mà Portugal cố gắng Vượt qua cái bóng của Ronaldo đúng không? Hoặc là kiểu cố gắng gọi là uh, Move beyond him Kiểu cố gắng... Uh, không bị ảnh hưởng bởi ronaldo đấy move beyond giống kiểu move on đúng không move on vượt qua được encapsulate tức là kiểu như nó nói đến cái tính mình in cap một thứ gì đó ấy, thì tức là kiểu mình bo nó lại cho nó gọn thành một cục nói tóm lại đúng không đấy, có thể hiểu là nói tóm lại đấy, rồi nói tóm lại bởi vì cap ấy, thì bao giờ nó là cái mũ lưỡi chai in cap đúng không thì tức là kiểu tạo ra cái đấy tạo ra một cái gọi là uh, vòng khép kín chúng ta phải hiểu cái kép là cái gì đúng không Nên tạo ra một cái phòng khép kín vậy thì nếu như mà liên quan lý luận thì tức là nó đang tóm lại nhà nó được tóm gọn lại nào in that game again Switzerland in the 2022 World Cup này the Portuguese led by 5-0 with a quarter of the game remaining đấy. trong cái trận đấu khi mà đó đá, đá với lại Switzerland vào 2022 World Cup thì đội tuyển Bồ Đào Nha đang dẫn trước 5-0 đấy chỉ với một quarter Tức là kiểu một phần tư Chỉ với một phần tư trận đấu còn lại Đúng không? Remaining Remaining <laughs> Remaining Ramos này Had scored three times Rather than celebrate a new hero though uh, The crowd chanted Ronaldo's name uhm. Đây nha Chúng ta có là Ramos Tức là cái người uh, uh, tiền đạo mới, đúng không? đã ghi được ba bàn này thay vì là việc ăn mừng cái người anh hùng mới thì đám đông lại hô lên tên của ronaldo. À, chúng ta có từ chant tức là kiểu như hô vang lên nhá thường nó lặp đi lặp lại thì đó là chant khi mà các bạn gọi là uh, giao giao báo ai mua bánh mì đi ấy, thì cũng là đang chant đấy mà thậm chí là mấy thầy tu đúng không? mấy thầy tu ở trong chùa xong rồi là cũng nam mô cái gì cũng đang chanting thì đó là hành động nha yeah. The sport was over. They had decided. Now they wanted to the show. They the one uh, they had to, they had come to see. Đấy, thể thao đã kết thúc rồi. Họ đã quyết định. Bây giờ họ muốn màn biểu diễn. Đấy. Uh, the one chính là cái thứ mà họ đã đến để mà xem. Tức là giá trị thương hiệu thôi, đúng không? Chứ còn thể thao là bây giờ vẫn hết đi rồi. Làm gì còn cái giá trị thể thao nữa? Nó chỉ đơn thuần là kiểu như bây giờ trình diễn đúng không xong rồi danh tiếng the show cái gì nhớ từ lâu với chi tiết á không phải đâu bởi vì hiểu được cái bản chất từ ấy mà đấy đa phần em sẽ thoát khỏi cái việc dịch ấy khi mà em hình dung ra được hình ảnh cái hình ảnh mới là cái thứ mà mình nhớ lâu nhất á <laughs> đấy và nếu như bây giờ mình mình liên tưởng được đúng không in một thứ tức là tạo ra thứ đấy cap chính là cái mũ à vậy thì tức là nó úp một cái mũ lên một thứ gì đó đấy à, mình hình dung ra hình dung ra <laughs> nó có các cái tiền tố hậu tố này xong rồi gốc của từ này đấy xong rồi là ngôn ngữ nào cũng thế thôi nó dựa trên một cái điển tích điển cố hình ảnh nào đấy xong rồi nó suy ra từ nha nó mượn những cái từ này từ kia để mà nó tạo thành từ mới à. rồi nào Um, có một cái cụm khá là hay mình muốn giới thiệu mọi người it's just for show á it's just for show đó. it's just for show tức là mọi thứ nó chỉ để gọi là phô ra bên ngoài chứ còn không chắc cái mục đích sâu xa của nó là như vậy đó it's just for show bây giờ mình không mình không yêu nó đúng không <laughs> lại nói đến yêu đương à, ví dụ như gì nhỉ hùng di du à À, Hùng Jisoo bây giờ lên mạng xong rồi bảo rằng là Ơi, uh, bảo vệ người yêu các thứ Nhưng mà hình như là mới lộ ra cái tin Chính là Hùng Jisoo đứng đằng sau tất cả Đúng không? Thì đấy, tức là lên mạng just for show uh, Just for show thôi Rồi Chỉ để gọi là bên ngoài thôi Được không? Nào Khoe mẽ It's almost asked um, That Ronaldo này, himself realizes he's no longer at the same level Miss Oliveira said it won't be the Federation or uh, Martinez who will do it. Nó gần như thể là yêu cầu Rondo phải tự nhận ra bản thân mình không còn ở cùng cái đẳng cấp như trước nữa. Đấy bà Oliveira nói. Nó không phải, nó sẽ không phải là cái Liên hiệp bóng đá hay là ông huấn luyện viên người sẽ làm điều đấy đâu, mà phải là tự Ronaldo uh, himself đúng không? Rồi rồi realizes nhận ra một cái điều gì đấy đây này it's asked tức là kiểu như nó được yêu cầu rằng đó, cái từ ask ở đây nó phải là kiểu yêu cầu ai đó làm gì ask somebody to do something more than his eager follower count uh, that may be the best measure of Ronaldo's untouchable status đấy, từ untouchable hay không thể nào chạm tới được không uh, cái này đúng nhưng mà kiểu như là đấy là một cái thứ mà Mạo phạm ấy, đấy, mình không được chạm vào bởi vì đấy chạm vào thì nó sẽ mạo phạm Trong cái văn cảnh này thì nó là vậy, untouchable wow. Rồi um, Vượt xa khỏi cái phạm vi về số lượng người theo dõi trên IG Đó, có lẽ là cái uh, Gọi là cái gì nhỉ? Cái cách xử lý tốt nhất này Không, cái Cái gọi là cái thước đo lớn nhất nhá, cái 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 thước đo tốt nhất nhé cho cái tầm cỡ không thể nào được đụng tới được của Ronaldo, đấy nó nên nên như thế chứ không phải là cái count đấy, cái số lượng đâu cái count này này chính là cái số lượng đếm được nhá về follower ở trên IG ấy. nó sẽ là cái measure chính là cái, cái cách đánh giá cái phương thức đánh giá đấy, về cái status của Ronaldo đúng không về cái tầm cỡ của Ronaldo tức là phải tự mình nhận ra tự mình gọi là thừa nhận điều đấy thì mới là Um, xứng danh với lại cái um, the goat đúng không vĩ đại nhất mọi thời đại he's so famous that one country german is it, uh, finding it it increasingly difficult to stage soccer games with him anh ấy quá là nổi tiếng đến cái nỗi mà cấu trúc sâu so cộng vát à, sâu so cộng tính từ cộng vát cộng mệnh đề đúng không đến cái nỗi mà một quốc gia như kiểu là nước đức ở đây thì đang cảm thấy càng ngày càng khó để có thể dựng lên những cái trận đấu bóng đá khi mà có mặt anh ấy Đấy, kinh không? Tức là kiểu cứ có trận đấu bóng đá có Ronaldo thôi là sẽ có hỗn loạn. Stage một thứ gì đó tức là kiểu dựng lên nha, không phải sân khấu đâu mà nó còn dựng lên đấy. And he's so famous that another country này, Portugal, um, cái gì đây? Is not prepared to countenance playing any soccer games without him. Và anh cũng quá là nổi tiếng nên cái nỗi mà Bồ Đào Nha nhá, không sẵn sàng để mà countenance Ờ uh, Countenance Nguồn gốc à Từ 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 countenance hình như là kiểu Countenance Hình như nó đến kiểu như diện mạo thì phải Đấy mình nhớ không nhầm từ này nó là như vậy nha Còn lại mình không dùng mấy Đấy mình chẳng bao giờ mình dùng mấy Chứ còn đọc ấy Đọc gần như là cái tỷ lệ mà nó xuất hiện cực kỳ ít. countenance bây giờ mình phải xem lại nhé. Đấy, đúng ở diện mạo. Thế thì dùng ở dạng động từ nó có nghĩa là xuất hiện, đứa xuất hiện, hiện ra hay là kiểu như có mặt, đấy, có mặt trong cái trạng thái là chơi bất cứ một cái trận đấu, trận đấu nào đúng không? Mà không có anh ấy, không dám đâu, không dám có mặt khi mà kiểu như thiếu Ronaldo. Bởi vì như thế thì kiểu như khán giả không xem đúng không? Hay là kiểu như nó lên án hay là cái gì gì đấy, <laughs> kiểu thế nha, chính là diện mạo. Cái này dùng cũng hay các bạn ạ, dùng ở dạng danh từ nó giống từ appearance. Đấy, ví dụ her countenance đúng không? reminds me of um, of an angel chẳng hạn đi. Ôi rồi Diện mạo của cô ấy gợi cho tôi nhớ về một thiên thần kinh khủng không? Giống appearance mà, looks nhỉ? Yeah. looks. Như nhau thôi. Mấy từ lạ lạ như thế này này, nó dùng ở đâu? Nó dùng ở trong mấy cái sách uh, Uh, kinh thánh rồi nó dùng ở trong uh, mấy cái cuốn mà nó gọi là chiến tranh hay là kiểu như thời phong kiến ấy, thường mấy cái cuốn kiếm hiệp ấy nó có nhiều cái từ này, countenance. Uh, game cái gì nhỉ? Game of Thrones, trò chơi vương quyền này, Đấy, xong rồi là mấy cái cuốn uh, kiểu văn hơi cổ cổ ấy, cổ văn ấy, thì nó sẽ có từ này. Còn bình thường ít khi gặp từ này lắm. Rất ít luôn á Đừng nói là lên tivi nhé hay là kiểu như phim nhé Không bao giờ nó dùng từ này Đấy Rồi ok Thế thì đó cái bài báo tương đối phức tạp các bạn ạ Nếu mà các bạn dùng cái từ đấy để mà vào phòng thi lè giám khảo thì được nhé Lè giám khảo Được Chứ còn uh, ra ngoài nói từ đấy khéo <laughs> dân bản xứ nhiều đứa nó không biết đấy Ok Chúng ta nhớ rằng là cái nền tảng hoạt động chính của mình ở trên phở bò Các bạn có thể lên uh, đó Theo dõi Ừ, có rất là nhiều uh, tài liệu IELTS miễn phí này cũng như là các cái phương pháp học IELTS, các cái tips đấy, cả thiện điểm rồi à, nếu mà các tham khảo khóa học thì các bạn cũng có thể nhé ừ, khóa học. online à, online rồi còn uh, cái gì nhỉ xem lại livestream thì các bạn lên đây nào, còn câu hỏi gì nữa không nào còn câu hỏi gì nữa không